Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Chiến sự Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng. Nga đã bắn liên tiếp tên lửa Kinzhal ở Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tới nay. Mới đây, báo Anh đã ước tính số lượng vũ khí siêu thanh, thứ vũ khí nguy hiểm bậc nhất mà Nga có thể còn lại sau hai vụ khai hỏa tên lửa Kinzhal ở Ukraine. Cụ thể ra sao? Trong khi đó, phía cảnh sát Ukraine đã bắt giữ hai người đàn ông bị nghi tuồn thông tin quân sự cho Nga ngay sau các cuộc tấn công tên lửa ở Lviv. Thực hư ra sao? Giữa tình hình ác liệt, Bộ Quốc phòng Ukraine công bố con số thương vong và những thiệt hại mới nhất của các lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine. Tổng số binh sĩ Nga bị thiệt mạng trong chiến đấu là 16.600 người, cao gấp hơn 10 lần so với thống kê chính thức do Thượng tướng Sergei Roskoy Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Nga mới công bố hôm 26 tháng 3. Trước bối cảnh giao tranh leo thang, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hôm 27 tháng 3 cho biết Ukraine sẵn sàng trung lập và thỏa hiệp về tình trạng của khu vực Donbass như một phần của thỏa thuận hòa bình. Tất cả tin nóng quốc tế trưa ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị trong video ngay sau đây. Báo Anh nhận định bắn liên tiếp tên lửa Kinzhal ở Ukraine, Nga còn bao nhiêu vũ khí siêu thanh. Mới đây, nguồn tin của Anh đã đăng tải bài phân tích, trong đó ước tính số lượng vũ khí siêu thanh mà Nga có thể còn lại sau hai vụ khai hỏa tên lửa Kinzhal ở Ukraine. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine tới nay, quân đội nước này đã khai hỏa tên lửa siêu thanh KH-47M2 Kinzhal, phá hủy các mục tiêu Ukraine liên tiếp trong hai ngày, từ ngày 18 và ngày 19 tháng 3. Cụ thể, mục tiêu đầu tiên là kho đạn nằm trong căn cứ kiên cố, nằm ngầm ở khu vực ivano frankivsk Còn mục tiêu thứ hai là kho nhiên liệu ở Konstantinovka, được bảo vệ chặt bởi các hệ thống phòng không. Cùng tuyên bố nói trên, tướng Konashenko lưu ý rằng, Kinzo có khả năng bay tới mục tiêu cách khoảng 1.000 km trong 10 phút, khả năng tàng hình và bất khả xâm phạm trước phòng không đối phương, cùng động năng lớn đem lại sức phá hủy cực mạnh. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng xác nhận tuyên bố của vị tướng Nga khi cho rằng tên lửa siêu thanh của Nga có cùng đầu đạn với bất kỳ tên lửa đã phóng trước đó, không tạo ra nhiều khác biệt ngoại trừ việc gần như không thể ngăn chặn nó. Hiện tại không có cách nào để ngăn chặn các vũ khí này. Ngoài đầu đạn thông thường, vũ khí siêu thanh cũng có thể được trang bị các đầu đạn hạt nhân chiến thuật hoặc chiến lược. Vậy câu hỏi là Nga còn bao nhiêu loại vũ khí này sau hai tên lửa Kinzhal được sử dụng ở Ukraine? Mặc dù được phát triển tại nhiều nơi trên thế giới, nhưng được biết tính đến tháng 12 năm 2021, chỉ có khoảng 15 đơn vị vũ khí siêu thanh được tiết lộ chính thức và chỉ có ở Nga và Trung Quốc sở hữu chúng. Vẫn chưa biết chính xác Nga có bao nhiêu tên lửa loại này kể từ khi họ công bố việc sở hữu vũ khí siêu thanh vào năm 2018. Nóng, Ukraine bắt giữ hai kẻ chỉ điểm bị nghi tuần thông tin quân sự mật cho Nga. Cảnh sát khu vực đã bắt giữ hai người đàn ông bị nghi tuồn thông tin quân sự cho Nga ngay sau các cuộc tấn công tên lửa ở Lviv. Hôm nay ngày 26 tháng 3, trên đại lộ Chernobyl ở Lviv, đội tuần tra đã chặn một chiếc xe khả nghi Koziski, người đứng đầu cơ quan quân sự khu vực Lviv, tuyên bố trên nguồn tin. Trong khi kiểm tra tài liệu và điện thoại của người lái xe, cảnh sát tìm thấy video và hình ảnh về các hoạt động quân sự của Ukraine, Người này cũng có ảnh hộ chiếu của những người ở Luhansk và rất nhiều liên lạc là các số điện thoại của Nga. Lviv ngày hôm nay đã bị trúng hai loạt tấn công tên lửa đến từ Nga, trong đó có một vụ gây ra cháy kho nhiên liệu trước khi lực lượng ứng cứu khẩn cấp dập tắt. Kozinski cho biết cảnh sát tới hiện trường vụ tấn công tên lửa đã bắt giữ được một người đàn ông được cho là đang quay phim hành trình và quá trình tàn phá của tên lửa đồng thời cho biết cảnh sát cũng tìm thấy ảnh về các trạm kiểm soát trong khu vực đã được gửi cho các số điện thoại của Nga. Kozinski cũng cho biết những cá nhân này được bàn giao cho cơ quan an ninh Ukraine ngay sau khi bị bắt. Ukraine công bố thiệt hại mới nhất của quân đội Nga, con số đáng chú ý. Nguồn tin trích thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine công bố con số thiệt hại mới nhất của quân đội Nga trong quá trình tác chiến tại quốc gia láng giềng. Cụ thể, phía Ukraine công bố tổng số binh sĩ Nga thiệt mạng trong chiến đấu là 16.600 người, cao gấp hơn 10 lần so với thống kê chính thức do Thượng tướng Sergei Ruskoy, Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga mới công bố hôm 26 tháng 3, chỉ dừng ở mức 1.351 binh sĩ mà thôi. Tướng Ruskoy tiết lộ rằng Nga có 1.351 quân nhân thiệt mạng và 3.825 người bị thương kể từ khi chiến dịch ở Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Đây là lần thứ hai quân đội Nga chính thức công bố thương vong của các lực lượng vũ trang Nga tác chiến ở Ukraine. Trước đó, theo nguồn tin, ngày 3 tháng 3 năm 2022, Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên công bố chính thức con số binh sĩ thương vong khi thực hiện chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko cho biết, tính tới ngày 2 tháng 3 đã có tổng cộng 498 binh sĩ Nga thiệt mạng và 1.597 quân nhân của nước này bị thương ở các mức độ khác nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Ukraine. Bộ này cũng nhấn mạnh rằng các báo cáo về tổn thất vô số của quân đội Nga tại Ukraine là giả mạo, được cố tình lan truyền bởi các phương tiện truyền thông phương Tây. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng cũng khẳng định các báo cáo cho rằng Nga sử dụng lính nghĩa vụ và học viên của các trường quân sự trong chiến dịch tại Ukraine là sai sự thật. Trong thống kê mới nhất về thiệt hại của quân đội Nga mà nguồn tin của Kiev thu nhận được từ Bộ Quốc phòng Ukraine thì có những con số đáng chú ý như sau. Tổng số binh sĩ Nga thiệt mạng là 16.600 người, 121 máy bay bị bắn hạ, cùng với đó là 127 trực thăng của Nga bị Ukraine tiêu diệt. 582 xe tăng cùng 294 khẩu pháo, 93 tổ hợp pháo phản lực bắn loạt Nga đã bị loại bỏ khỏi vòng chiến. 1.664 xe thiết giáp cùng 4 tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Nga bị Ukraine phá hủy. 7 tàu thuyền, 1.114 xe vận tải, 73 xe chở nhiên liệu, 56 máy bay không người lái, 52 tổ hợp phòng không các loại, 21 thiết bị đặc biệt việc chênh lệch giữa con số thống kê của cả hai bên là chuyện bình thường, bên nào cũng có lý cả. tuy nhiên theo thông lệ từ những cuộc chiến gần đây, thì có một số xu hướng rất rõ ràng, bên nào cũng muốn nâng cao thành tích của mình và giảm thiểu thiệt hại. vì thế những con số được các bên công bố dù rất có giá trị, tuy nhiên hầu hết chỉ có giá trị tham khảo do không thật sát với diễn biến trên chiến trường. ukraine nói sẵn sàng trung lập Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hôm 27 tháng 3 cho biết, Ukraine sẵn sàng trung lập và thỏa hiệp về tình trạng của khu vực Donbass như một phần của thỏa thuận hòa bình. Các đảm bảo an ninh và tính trung lập, tình trạng phi hạt nhân hóa của nhà nước chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng thực hiện. Ông Zelensky nói bằng tiếng Nga trong một cuộc gọi video đến các nhà báo Nga. Theo nguồn tin, Tổng thống Ukraine cũng nói rằng một thỏa thuận hòa bình sẽ không thể thực hiện được nếu không có lệnh ngừng bắn và rút quân. Ông loại trừ việc cố gắng chiếm lại tất cả lãnh thổ do Nga nắm giữ bằng vũ lực, nói rằng điều đó sẽ đẩy cuộc chiến đi xa và ảnh hưởng rộng hơn. Trong cuộc điện đàm với ông Putin ngày 27 tháng 3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán trong tuần này tại Istanbul, kêu gọi ngừng bắn và thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo tốt hơn. Văn phòng của ông cho biết, các nhà đàm phán Ukraine và Nga xác nhận đàm phán trực tiếp sẽ diễn ra. Sau hơn 4 tuần xung đột, Nga ngày 25 tháng 3 báo hiệu rằng họ đang thu hẹp tham vọng của mình để tập trung vào việc đảm bảo an ninh ở khu vực Donbass, vùng do quân ly khai thân Nga kiểm soát. Một lãnh đạo địa phương ở Cộng hòa Nhân dân Luhansk ngày 27 tháng 3 cho biết khu vực này có thể sớm tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết sẽ không thừa nhận bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào ở miền đông Ukraine oleg nikolenko nói với nguồn tin tất cả các cuộc trưng cầu dân ý giả tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đều vô hiệu và sẽ không có giá trị pháp lý